bạn trai cô keo kiệt vô cùng. Khi đến sinh nhật cô, anh ta than thở mình nghèo, nói rằng không có tiền mua quà cho cô. Nhưng ngay ngày hôm sau sinh nhật cô, anh ta đã đổi điện thoại mới. Khi phát hiện ra, cô chạy đi chất vấn anh ta. Nhưng anh ta lại đắc ý, đây là thử thách từ gia đình anh đối với em, nhằm kiểm tra xem em có ở bên anh chỉ vì tiền hay không. Em yêu, tối nay anh sẽ mời em một bữa tiệc lớn, có đến mấy chục món đấy. Liễu Hi Hi đang họp trong phòng họp, bạn trai đột nhiên nhắn tin cho cô, khóe miệng cô không tự chủ nâng lên. Cuộc hẹn hò chính thức như vậy, cô nghĩ thầm mình phải tan làm sớm để về trang điểm kỹ càng. Nhanh chóng xử lý xong công việc trên tay, Liễu Hi Hi vội vã trở về nhà, dành 2 giờ để trang điểm thật kỹ lưỡng, bắt taxi đến địa điểm hẹn hò. Kết quả phát hiện ra đó là một con phố ẩm thực, bên trong là đủ loại quầy hàng ăn vặt. Cô vừa xuống xe đã thấy Ngưu Thiệu Nguyên ngồi ở một quầy hàng lẩu cay mà nhìn về phía cô. Cô ngạc nhiên mở to miệng, gần như không tin vào mắt mình. Anh ta nói mấy chục món chính là lẩu cay thập cẩm. Để giữ mặt mũi cho anh ta, Liễu Hi Hi vẫn đi qua đó. Anh ta thậm chí còn không thay quần áo, áo sơ mi đen, quần đùi rộng và dép sỏ ngón, miệng còn ngậm một điếu thuốc lào. Nhìn thấy cô trang điểm ăn mặc tinh tế, anh ta còn tỏ ra không vui. Em có biết anh đã đợi em ở đây đủ nửa giờ rồi không hả? Kết quả em chỉ dùng thời gian đó để trang điểm à? Trang điểm đẹp như vậy cho ai xem chứ? Nhìn trên người em mặc ít thế này, có giống người có bạn trai không hả? Đầu óc cô còn đang trong trạng thái chết máy. Nếu anh ta nói từ đầu là mời cô ăn lẩu cay thập cẩm, cô đã không lãng phí 2 giờ về nhà trang điểm kỹ càng. Thời gian của cô rất nhiều sao? Mỹ phẩm của cô không cần tiền à? Để kịp thời gian, cô còn bắt taxi đến đây. Giờ đi taxi không đắt à? Còn cố ý nói úp mở là có mấy chục món. Cô thực sự không còn lời nào để nói, cảm giác không biết nên miêu tả thế nào, gần như không kiềm chế được muốn lật bàn. Liễu Hi Hi cố gắng tự nhủ trong lòng, không được giận, bình tĩnh lại trước. Giận là dùng lỗi của người khác đến trừng phạt bản thân. Quả nhiên cách này có chút tác dụng. Sau khi niệm đi niệm lại hơn chục lần, tự nhiên cô không còn giận nữa. Kết quả Ngưu Thiệu Nguyên vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa. Thôi được rồi, chuyện này anh cũng không tính toán với em. Thế này đi, hôm nay ăn lẩu cay thập cẩm, em trả tiền, anh sẽ tha thứ cho em. Cô thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, bắt đầu cãi nhau với anh ta. Mắc gì lại bắt em trả tiền? Nhà hàng sang trọng anh tiếc không đặt, giờ ăn lẩu cay còn bắt em mời anh nữa. Giọng cô cũng không nhỏ, rất nhanh đã thu hút ánh nhìn của nhiều người. Nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh, Ngưu Thiệu Nguyên lập tức trở nên chột dạ. Anh chỉ đùa với em thôi mà, anh là đàn ông, sao có thể để bạn gái trả tiền được chứ? Trả tiền luôn là việc của đàn ông chúng anh đúng không nào? Sau đó anh ta kéo tay cô đi chọn món, kết quả mới chọn được một nửa, sắc mặt anh ta lại thay đổi. Đây là sát thủ lẩu cay à? Một viên thế này thôi mà 9.000 cơ á? Sao không đi cướp luôn đi? Rồi anh ta trực tiếp dùng kẹp gắp hết viên ra khỏi bát cô. Liễu Hi Hi còn chưa kịp phản ứng, anh ta lại gắp tiếp xúc xích ngô mini mà cô thích nhất. Trời ơi, cái này cũng đắt quá, đúng là lừa đảo mà. Gắp xong xúc xích ngô lại gắp tiếp há cảo, bắp, bông cải xanh, cho đến cuối cùng trong bát cô chỉ còn lại một phần mì ăn liền và vài lá rau. Lúc này anh ta mới hài lòng. Cô tức giận đến mức quăng thẳng bát xuống. Anh tự ăn đi, em về trước đây. Ban đầu cô nghĩ khi thấy cô rời đi, anh ta sẽ chạy theo dỗ dành cô. Cô cố tình đi chậm về nhà. Kết quả khi về đến nhà, cô không đợi được Ngưu Thiệu Nguyên, thậm chí một tin nhắn xin lỗi cũng không có. Liễu Hi Hi nhanh chóng tẩy trang sạch sẽ. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên vài tiếng, là bạn thân Đoàn Chí Văn nhắn tin cho cô. Cô mở tin nhắn ra, liền thấy vài bức ảnh. Cô hoàn toàn chết lặng. Đây là Ngưu Thiệu Nguyên đang ăn ở một quán lẩu, nhìn bàn đầy món ăn, anh ta đang ăn mồ hôi nhễ nhại. Đoàn Chí Văn gửi cho cô một tin nhắn thoại. Hi Hi à, không phải cậu nói tối nay cậu hẹn hò với bạn trai à? Sao lại chỉ có mình anh ta? Cậu có chuyện gì à? Cô lại chết lặng, vội hỏi Đoàn Chí Văn, những bức ảnh này từ đâu mà có? Cô ấy nhanh chóng trả lời lại, hôm nay tớ và bạn đi ăn ở quán này, tình cờ lại thấy bạn trai cậu, tớ đột nhiên nhớ lại hôm trước cậu nói tối nay cậu có hẹn với bạn trai, nên muốn hỏi xem chuyện là thế nào. Liễu Hi Hi nhất thời không biết nói gì, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, loạn đến mức khiến cô tâm phiền ý loạn. Lúc đầu là vì câu nói của Ngưu Thiệu Nguyên muốn mời cô ăn tối, khiến cả ngày cô không có tâm trạng làm việc. Sau đó cô lại tốn công tốn sức trang điểm vừa mong đợi cảnh tượng hẹn hò của bọn họ. Kết quả cuối cùng lại cốc công dã tràng, chẳng được cái gì. Cô hoàn toàn sụp đổ, mệt mỏi nằm trên giường, thỉnh thoảng nhìn sang điện thoại, chờ anh ta đưa ra lời giải thích hợp lý. Chờ mãi, cô mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng trang chat trên WeChat với anh ta vẫn trống rỗng. Hy vọng của cô cuối cùng cũng tắt lặng, cô mới bắt đầu suy nghĩ liệu mình có chọn nhầm người trên con đường tình cảm hay không. Cô và Ngưu Thiệu Nguyên mới yêu nhau hơn một tháng, lúc anh ta theo đuổi cô, ngày nào cũng mang bữa sáng tươi mới đến dưới nhà cô. Hành động này của anh ta hoàn toàn thay đổi thói quen không ăn sáng của cô. Lâu dần, cô dần dần bị sự ấm áp của anh ta làm cảm động, nên đã đồng ý yêu anh ta. Rất nhanh họ đã vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Cẩn thận nhìn lại thì khi bọn họ ra ngoài chơi hoặc ăn uống, hoặc là cô chủ động mời anh ta, hoặc là cô và anh ta đưa đôi, cho đến bây giờ anh ta chưa từng chủ động mời cô một bữa ăn nào. Cứ nghĩ hôm nay anh ta thay tính đổi nết, không ngờ anh ta lại làm như vậy. Đoàn Chí Văn khi đó cũng cố gắng khuyên cô, yêu đương gì mà toàn để cô bỏ tiền, anh ta keo kiệt đến mức một đồng cũng không bỏ. Anh ta cũng có việc làm các kiểu, nhưng rõ ràng là muốn bóc lột cô. Nhưng lúc đó cô toàn tâm toàn ý yêu anh ta, còn tức giận hỏi ngược lại Đoàn Chí Văn, cậu có thấy sự chân thành khi anh ấy mang bữa sáng đến cho tớ không? Anh ấy thực sự yêu tớ nên mới kiên trì lâu như vậy. Tình yêu thực sự không thể đo bằng tiền, chỉ có qua thời gian thử thách mới là tình yêu thật sự. Đoàn Chí Văn suýt bị cô chọc tức đến ngất xỉu. Được rồi, cậu nói tình yêu thì nó là tình yêu, sau này hối hận đừng có tìm tớ mà khóc. Từ đó về sau, cô ấy không quản chuyện yêu đương của cô nữa. Cô nghĩ dù Ngưu Thiệu Nguyên chưa bao giờ chủ động mời cô ăn uống, nhưng lúc quen nhau, anh ta vẫn kiên trì mang bữa sáng cho cô mỗi ngày.
chứ không phải có được cô rồi mới dừng lại. Chỉ vì điều này, cô nghĩ anh ta ít nhất là một người rất chân thành. Cô càng ngày càng chìm sâu vào bể tình với Nhiều Thiệu Nguyên. Đến bây giờ mới hơi nhận ra rằng, anh ta dường như không yêu cô đến vậy. Liễu Hi Hi vốn định xin nghỉ một ngày để nghỉ ngơi, nhưng không muốn vì anh ta mà tiếp tục trì hoãn công việc của mình, nên cố gắng chịu đựng sự khó chịu mà tiếp tục làm việc. Suốt cả ngày, cô cảm thấy cơ thể mình như bị rút hết sức lực. Vết thương do anh ta gây ra, giống như một cái gai vô hình mọc trên trái tim cô. Trong lúc vô tình, có thể rút cạn máu của cô. Tiếng Tiểu Tống đưa tài liệu cho cô cắt ngang suy nghĩ nặng nề. Trưởng phòng Kiều, tổng giám đốc Vương muốn cô điền vào bảng này. Mãi lâu sau cô mới phản ứng lại, nhận lấy tài liệu, tâm trí cô mới trở lại công việc. Bận rộn suốt cả ngày, cô định về nhà ngủ một giấc thật ngon, không ngờ Nhiều Thiệu Nguyên lại đợi cô dưới nhà. Anh ta mở miệng chất vấn cô, sao hôm nay lại về muộn vậy, có phải hẹn hò với tên đàn ông nào không? Hẹn hò? Đầu cô đang lốt lại nhanh chóng, cô không làm việc đàng hoàng lại đi hẹn hò, có phải đầu óc của tên này đột nhiên có vấn đề rồi không? Liễu Hi Hi không chịu nổi anh ta nữa, trực tiếp bước qua anh ta vào cổng đơn nguyên. Anh ta đuổi theo sau lưng cô mãi không buông. Cô vừa vào cửa, anh ta đã điên cuồng đập cửa. Không phải, anh còn chưa nói xong mà, em để anh trước đã vào được không? Liễu Hi Hi tức giận, tôi và anh còn gì để nói nữa hả? Được rồi, nếu anh tìm tôi có chuyện muốn nói, thì tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta ra quán cà phê trước cổng chung cư nói chuyện đi. Biểu cảm trên mặt anh ta thả lỏng xuống, cần gì phải ra quán cà phê, nói ở đây luôn cũng được. Nếu em cảm thấy không thoải mái, thì ra cái ghế dài trong chung cư nói chuyện cũng được. Cô thực sự cạn lời rồi, còn sợ mỗi ngoài kia không đủ nhiều à? Thế này nhé, ra quán cà phê, tôi mời anh uống, không cần anh trả tiền. Lúc này anh ta mới đồng ý, thế thì ra quán cà phê thôi. Nói trước nhé, đây là em nói mời anh uống đấy, đừng lát nữa có bắt anh trả tiền. Giờ mọi người đều tan làm rồi, ở cổng đơn nguyên người ra vào tấp nập, người qua đường đều nhìn bọn họ mà đánh giá. Cô đột nhiên cảm thấy yêu người đàn ông này thật xấu hổ, nhanh chóng kéo tay áo anh ta đi đến chỗ ít người. Bọn họ đến quán cà phê, gọi hai ly americano đá. Thấy cô trả tiền xong, mắt anh ta mới dịu lại. Cô không muốn lãng phí thời gian với anh ta, nói thẳng những gì mình suy nghĩ trong hai ngày qua. Tối qua em rời đi trước, anh đã đi đâu? Anh ta nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại. Tối qua em đi rồi, anh về nhà mà. Liễu Hi Hi tiếp tục hỏi, anh không tiếp tục ăn tối à? Em không ở đó thì sao anh có tâm trạng mà ăn nổi nữa chứ? Thật là, em nghĩ anh là cái gì chứ? Anh ta tỏ ra oan ức, nếu không phải Đoàn Chí Văn chụp ảnh làm chứng, cô thực sự không tin đó là việc anh ta làm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, thật à, anh thực sự trực tiếp về nhà sao? Anh ta chột dạ tránh ánh mắt cô, gãi gãi tay bên dưới, đương nhiên rồi em yêu, em cứ hỏi anh chuyện này làm gì, anh đâu có làm gì có lỗi với em. Liễu Hi Hi trực tiếp lấy điện thoại ra, đặt ảnh trước mặt anh ta. Thế cái này thì anh giải thích thế nào đây? Còn nói mình không có tâm trạng ăn cơm, tôi thấy anh ăn đến miệng bóng cả dầu, sung sướng thỏa mãn lắm đấy. Đôi mắt anh ta đột nhiên co lại, không phải vậy đâu em yêu, em nghe anh giải thích, lúc đó để tiết kiệm tiền nên anh mới mời em ăn lẩu cay thập cẩm. Anh đã không ăn gì cả ngày rồi. Cô hơi ngạc nhiên, anh ta còn nhớ sinh nhật cô, vốn dĩ cô nghĩ anh ta sẽ hỏi cô muốn quà sinh nhật gì. Kết quả câu tiếp theo của anh ta làm cô hoàn toàn sụp đổ, là do tháng này anh không còn bao nhiêu tiền nữa, đến ăn cũng không đủ, nên có thể là anh không có tiền mua quà sinh nhật cho em.